đợt lên bóng của Thành phố Hồ Chí Minh đã bị chặn lại. Rất mạnh mẽ, Phan Văn Long phản công dành cho chủ nhà. 4-3. Đức Trinh rất thoáng về phía cái trái. Đức Trinh sửa lòng kỹ thuật, tin số được mà rất tuyệt vời. Và sửa lòng rất kỹ thuật của Đức Trinh. 1-0 dành cho SCB Đà Nẵng. Cuối cùng thì những sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà đã được đền đáp. Phút thứ 17, Hà Đức Trinh là người ghi bàn. Không phải Rafael Sơn mà chính là Hà Đức Trinh. Một pha phản công xuất sắc của SCB Đà Nẵng. Phan Văn Long kiến tạo để cho Hà Đức Trinh lập công. Một sự khởi đầu tuyệt vời của đội chủ sân Hòa Xuân. Quá hay. Hà Đức Trinh đã có rất nhiều cơ hội. Và cuối cùng thì anh đã cụ thể hóa được ưu thế của SCB Đà Nẵng bằng bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống sửa lòng rất kỹ thuật đưa bóng về góc xa của Hà Đức Trinh. Đối mặt với Diakite nhưng Hà Đức Trinh rất bình tĩnh. Rất kỹ thuật. Đường chuyền là của Phan Văn Long. Ở pha kiến tạo thứ hai của mình thì Phan Văn Long đã giúp cho Hà Đức Trinh lập công. Một pha sửa lòng đưa bóng về góc xa. Bóng đi ngoài tầm với của Thanh Thắng. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã nổi tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, chủ nhà SCB Đà Nẵng trong bộ trang phục màu cam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Một đội bóng rất giàu tham vọng như Thành phố Hồ Chí Minh có thể gặt hái được một kết quả khả quan trên sân Hòa Xuân hay không? Ở mùa giải năm nay, với huấn luyện viên Alexandre Potkin, đây sẽ là một thử thách thực sự. 8 năm cầm quân tại Thái Lịch. Rất nguy hiểm. Cơ hội đầu tiên thuộc về SCB Đà Nẵng. Thanh Thắng đã bay người rất đẹp mắt để cứu thua. Người vừa tung ra cú dứt điểm là đội trưởng Đặng Anh Tuấn. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống vuốt bóng từ rất xa của Đặng Anh Tuấn. Nó gây ra đôi chút khó khăn với một thủ thành kinh nghiệm như là Thanh Thắng. Phan Văn Long, Rafael Sơn. Liên tiếp là những pha dứt điểm của đội chủ nhà. Đẩy bóng hơi dài, vẫn đang là các cầu thủ SCB Đà Nẵng. Rất tự tin. Khoảng trống đã xuất hiện, Rafael Sơn dứt điểm, cú vào. Quá đáng tiếc. Liên tiếp là những cơ hội dành cho SCB Đà Nẵng. Và vừa rồi Rafael Sơn đã dứt điểm đi trên cột dọc. Những phút thi đấu rất hứng khởi của đội chủ nhà. Chúng ta xem lại đường chuyền bóng rất tốt. Khoảng trống rất lớn đã xuất hiện. Khống chế ngực rất gọn gàng. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên đã thuộc về đội chủ nhà bên Đà Nẵng. Rafael Sơn vượt qua hai cầu thủ. Và cả ngang rất nguy hiểm của Rafael Sơn. Phi Hoàng. Đà Nẵng đang ép sân. Phan Văn Long, Đức Trinh dứt điểm. Quá đáng tiếc, một pha giao bóng rất hay của Hạ Đức Trinh. Thêm một lần nữa, đội trưởng Đặng Anh Tuấn là người dứt điểm. Có thể nói SCB Đà Nẵng đang chơi rất hưng phấn. Lại là Phi Hoàng. Công Nhật. Đường chuyền hơi nhẹ của Công Nhật. Lỗi thuộc về Hà Đức Trinh. Thế trận đang hoàn toàn thuộc về SCB Đà Nẵng. Có thể nói xét về chất lượng đội hình thì SCB Đà Nẵng đang là một đội bóng rất đáng xem tại V-League mùa giải năm nay. Rất nhiều chuyên gia đã nhận định họ mới là đối thủ thách thức thực sự cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay, cùng với những đội bóng giàu tham vọng như là Viettel, câu lạc bộ Hà Nội, thậm chí là cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai. Để chuẩn bị cho mùa giải này thì ban huấn luyện SCB Đà Nẵng đã chốt
được những bản hợp đồng từ rất sớm. Những nội binh và ngoại binh được đánh giá là rất chất lượng. Đặng Anh Tuấn rất đồng đội, không phải là một pha sửa lòng của Đặng Anh Tuấn. Tiền vệ mang số 6 chơi rất đồng đội. Nếu như quyết đoán hơn thì Đặng Anh Tuấn đã có thể tạo ra được sự khác biệt. Pha phá bóng kịp thời của Ngô Tùng Quốc. Trận đấu mới trôi qua được hơn có 7 phút thôi nhưng SCB Đà Nẵng đã sở hữu rất nhiều những cơ hội nguy hiểm, cùng với đó là những pha dứt điểm có thể đem về bàn thắng. Đánh đâu, Giang Clesio, tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lên tham gia tấn công. Giang Clesio ngày hôm nay đã cặp trung vệ cùng Bùi Tiến Dũng. Mùa giải năm ngoái anh là một chốt trận rất quan trọng trong sơ đồ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và giúp cho tân binh này trụ hàng thành công. Thành phố Hồ Chí Minh có vẻ như đang choáng ngợp trước lối đá pressing toàn sân của SCB Đà Nẵng. Rất khó khăn trong những pha lên bóng, pha phối hợp. Hà Đức Trinh không có lỗi việt vị. Đức Trinh căng ngang, rất nguy hiểm. Đánh đâu, bóng đã nằm gọn trong tay của Thanh Thắng. Sĩ Minh hơi chờ bóng. Rất điều nghệ pha ta lầm của Ngọc Toàn. Một pha phối hợp rất hưng phấn và con nét của SCB Đà Nẵng. Thực sự là những pha bóng rất thích mắt và đáng xem đang được các cầu thủ SCB Đà Nẵng trình diễn trên sân vận động Hòa Xuân. Chúng ta cùng xem lại pha tà lồng điệu nghệ của Võ Ngọc Toàn. Người đưa bóng vào là Phan Văn Long. Tất cả đều rất nhịp nhàng và vừa tầm. Nó sẽ hoàn hảo hơn nếu như vừa rồi Hà Đức Trinh có thể ghi bàn. Cơ hội! Vừa rồi là câu trả lời của Thành phố Hồ Chí Minh. Một thoáng sơ sẩy thôi, Nguyễn Xuân Nam đã có cơ hội dứt điểm. Rất may cú dứt điểm của Xuân Nam đi không trúng bóng và không gây ra nguy hiểm cho khung thành của Tuấn Mạnh. Pha đón đệm rơi không thì người trợ lý thân cận Việt Thắng đã giúp cho SCB Đà Nẵng lên ngôi vô địch trong bối cảnh huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không có sự chỉ đạo trực tiếp. Sĩ Minh sau khoảng 10 phút ép sân thì bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đưa ra được những câu trả lời của mình. Những pha dứt điểm vẫn là quá đơn giản với Tuấn Mạnh. Vừa rồi là pha dứt điểm của hậu vệ Ngô Tùng Quốc. Đợt lên bóng của Thành phố Hồ Chí Minh đã bị chặn lại. Rất mạnh mẽ, Phan Văn Long phản công dành cho chủ nhà. 4-3. Đức Trinh rất thoáng về phía cánh trái. Đức Trinh sửa lòng kỹ thuật, tỷ số được mở, rất tuyệt vời. Và sửa lòng rất kỹ thuật của Đức Trinh. 1-0 dành cho SCB Đà Nẵng. Cuối cùng thì những sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà đã được đền đáp. Phút thứ 17, Hà Đức Trinh là người ghi bàn. Không phải Rafael Sơn mà chính là Hà Đức Trinh. Một pha phản công rất sắc của SCB Đà Nẵng. Phan Văn Long kiến tạo để cho Hà Đức Trinh lập công. Một sự khởi đầu tuyệt vời của đội chủ sân Hòa Xuân. Quá hay. Hà Đức Trinh đã có rất nhiều cơ hội. Và cuối cùng thì anh đã cụ thể hóa được ưu thế của SCB Đà Nẵng bằng bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống sửa lòng rất kỹ thuật đưa bóng về góc xa của Hà Đức Trinh. Đối mặt với Diakite nhưng Hà Đức Trinh rất bình tĩnh, rất kỹ thuật. Đường truyền là của Phan Văn Long. Ở pha kiến tạo thứ hai của mình thì Phan Văn Long đã giúp cho Hà Đức Trinh lập công. Một pha sửa lòng đưa bóng về góc xa. Bóng đi ngoài tầm với của Thanh Thắng.